Rồi, xin chào các chị nhà đầu tư và các bạn đang xem video này ha. Đầu tiên thì chúc các anh chị nhà đầu tư và các bạn có đang xem video này có một cái tuần thật là an lành bên gia đình và người thân nhé. Cũng như là lập cho mình một cái kế hoạch trong tuần sau chúng ta lựa chọn những loại cổ phiếu nào mà nó làm cho danh mục của chúng ta nó phải có lãi nha chị. Thì cái video này chắc là mình đi sâu về cái vấn đề là trong uptrend nhưng mà tài khoản chúng ta vẫn lỗ, lý do tại sao anh chị? Thì trước khi mà đi vào cái câu hỏi đó, mình lướt sơ qua thị trường tài chính trong cái giai đoạn tuần vừa qua và đặc biệt là cái giai đoạn ngày hôm qua sau khi mà có một cái phiên bán tháo rất là mạnh, đưa chỉ số của chúng ta giảm hơn 50 điểm ha chị. Thì trước đó anh em ITP cũng đã có một số những cái dấu hiệu cảnh báo chúng ta là index nó sẽ giảm mạnh ha, thậm chí có thể giảm hơn 100 điểm. Thì phiên hôm qua nó đã giảm hơn 50 điểm rồi nhá. Rồi, mình đi qua cái giai đoạn tuần vừa qua thì nó có những cái biến động nào trên thế giới ha chị. Thì đầu tiên nó sẽ có cái biến động là của thị trường Trung Quốc sau khi mà Evergrande đưa một cái biên bản gọi là bảo hộ phá sản, bảo hộ xin phá sản ở Mỹ ha chị. Thì thông thường những cái doanh nghiệp bất động sản lớn như thế này nó đã lùm xùm cái vấn đề liên quan tới trái phiếu nợ rất là lâu rồi. Từ đâu đó năm ngoái đến giờ và bây giờ nó đã xin bảo hộ phá sản ở Mỹ ha. Và doanh nghiệp này đặt trọng tâm và trụ sở chính ở Hồng Kông nha chị. Đó lý do tại sao mà anh chị thấy chỉ số của Hang Seng Hồng Kông giảm rất mạnh trong tuần vừa qua, giảm đâu đó hơn 8% ha. Index chúng ta cái phiên vừa qua giảm hơn 50 điểm, giảm khoảng 4%. Thì Hang Seng Hồng Kông đã giảm hơn 8% trong tuần vừa qua. Trung Quốc cũng vậy, Trung Quốc cũng bắt đầu có cho thấy sự hoảng loạn bán tháo trên cái thị trường tài chính cũng như là đồng nhân tệ nó bị giảm mạnh ha chị. Đấy, và có một cái thông tin đưa ra là Trung Quốc bắt đầu ra tay ổn định thị trường. Thì cái tin này là tốt hay là tin này là tin xấu ha? Đối với em cái tin ổn định thị trường đây là chỉ là một cái tin trấn an để làm cho cái mức độ giảm nó chững lại thôi anh chị ha chị. Rồi mình quay về thêm một cái góc để nhìn nữa ở một cái đồng tiền số trên thế giới đó là đồng Bitcoin. Trong tuần vừa qua thì Bitcoin cũng giảm hơn 11% ha. Thì Bitcoin nó giảm biên độ rất là lớn chúng ta không nói nữa, nhưng mà Bitcoin nó đã giảm 11% cho thấy thị trường tài chính trên thế giới cũng bắt đầu có tín hiệu rủi ro ha chị. Thì thực tế trong cái thị trường chúng ta là thị trường index của chúng ta, VN Index nó đã giảm một cái mốc rất là mạnh nha chị, giảm hơn 50 điểm, đưa chỉ số của chúng ta quay về mốc 1777 ha, 1777.99. Thì đối với em cái mốc này là cái mốc khá là quan trọng. Tại sao nó dừng ở mốc 1177 thì anh chị nhớ giai đoạn trước á, VN Index của chúng ta nó sideways trong cái biên độ 1165 và 1175 ha, trong cái biên độ này thì khả năng rất là cao VN Index nó sẽ giảm hơn nữa nha chị, có thể giảm hơn nữa. Thì kế hoạch chúng ta trong tuần sau như thế nào ha, thì sẽ có một cái video vào tối ngày mai ha, em sẽ làm sẵn tại vì tuần này là bắt đầu tối nay là anh em sẽ bay ra Đà Nẵng rồi. Thì tuần sau sẽ khó có thể là hỗ trợ cho chị sát sao nhưng mà tụi em sẽ có kế hoạch riêng cho khách hàng VIP và khách hàng trong room tín hiệu ha. Thì nếu như chị chưa có người hỗ trợ và chưa có ai đồng hành cùng anh chị, chưa có ai lập được cho anh chị một cái danh mục bốn mã cổ phiếu rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái câu chuyện là tại sao uptrend vẫn lỗ và lý do là ở do đâu, thì cách xử lý của tài khoản đông như thế nào. Thì hôm nay cái video này em sẽ hỗ trợ cho chị ha. Anh chị chưa có người hỗ trợ, chưa người đồng hành thì liên hệ với em ha. Số điện thoại của em là 0915215247 ha, ID ở dưới cái video này nha chị nha. Em hy vọng sẽ cùng đồng hành với anh chị từ đây cho tới cuối năm ha. Rồi có một câu hỏi nữa là thị trường bất động sản, cổ phiếu bất động sản chúng ta bắt được chưa ha, sẽ trả lời câu hỏi đó vào cuối video này nha chị. Rồi mình bắt đầu cái video ngày hôm nay là trả lời cái câu hỏi của video, câu hỏi chính là tại sao uptrend mà tài khoản chúng ta vẫn âm nha chị. Thì có khá là nhiều lý do nhưng mà đối với em á, cái lý do đầu tiên đó là quản trị danh mục sai nha chị. Như em đã chia sẻ rất là nhiều, sau khi mà em vào Global ITP thì em nhận ra được cái cách quản trị danh mục và một cái danh mục đầu tư hiệu quả rất là quan trọng ha. Chúng ta dàn trải ra 10 cổ phiếu nhưng mà 10 cổ phiếu này nó không mang lại chúng ta một cái tổng lợi nhuận hiệu quả thì nó cũng là một danh mục sai. Chúng ta mua 3 tới 4 cổ phiếu khối lượng chính xác nhưng mà 3 4 cổ phiếu này trong đó có một hai cổ phiếu mà mang tính chất là rủi ro gây tác hại cho danh mục chúng ta thì cũng là danh mục sai. Thì tại sao chúng ta lại lập danh mục sai và danh mục như thế nào nó mới hiệu quả thì video này em sẽ chia sẻ cho chị ha. Thì đầu tiên á, chúng ta phải xác định được là giai đoạn đầu tư chúng ta là giai đoạn trong ngắn hạn hay là trong trung hạn ha chị. Nếu mà đầu tư giai đoạn trung hạn thì chúng ta phải lựa chọn những cái nhóm ngành và nhóm cổ phiếu nó mang tính chất là theo sóng ngắn ha và mang tính chất là phòng thủ, có nghĩa là danh mục chúng ta phải có một cổ phiếu phòng thủ, một cổ phiếu theo sóng ngắn và một cổ phiếu đầu cơ ha, còn lại một cổ phiếu của dòng mid cap thì chúng ta sẽ đánh theo cái biên độ gọi là có cái điểm mua chúng ta mua, anh hiểu không ạ? Có nghĩa là thông thường em sẽ có bốn cái mã cổ phiếu trong danh mục của mình ha, và một mã cổ phiếu nếu như có gọi là mình cảm giác được, mình thấy được cổ phiếu đó nó có biến động mình sẽ đánh T cộng ha. T cộng thì không nói, T cộng là những cái mã cổ phiếu đó hàng ngày chúng ta đều có hết
ha chị. Thì cái cách quản trị danh mục đầu tư nó như thế này, chúng ta phải lập ra những cái nhóm ngành ha, giống như trong chia sẻ trong cái room, tại vì cái video này sẽ không có quá nhiều người người xem. Cái livestream thì đâu đó hôm trước là có 700-800 ngàn người đang xem theo dõi thì em cũng không tiện chia sẻ, nhưng mà cái video này chắc là những ai yêu quý em hoặc là những ai tin tưởng vào cái góc nhìn thì mới xem ha. Thì video này em sẽ chia sẻ cho anh chị cái room của em nó lập danh mục như thế nào để cho hiệu quả, thì chị cũng thể là tham khảo anh chị ha. Đó, đầu tiên thì khi mà nó về điểm mua em sẽ có một cái tấm hình lên ha, và cho chúng ta coi điểm mua 79 ha, điểm mua rồi. Cái danh mục của chúng ta đây là cái danh mục nha, có thể là anh chị có thể theo dõi, anh chị thích thì có là liên hệ với em sẽ chia sẻ cho chị, không vấn đề gì cả. Anh chị yêu mến thì có thể là mở một cái ID hoặc là mở một cái tài khoản, em sẽ hỗ trợ cho chị lập danh mục ha. Thì danh mục nó sẽ có những cái nhóm ngành, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4 ha. Nhóm 1 là nhóm vốn hóa lớn thì chắc chắn nhóm 1 là nhóm phòng thủ của chúng ta rồi. Nhóm 2 là nhóm mid cap, là cái nhóm mà chúng ta phải đánh theo sóng ngành. Nhóm thứ ba là cái nhóm small cap, và cái nhóm mà chúng ta gọi là penny để chúng ta bắt đầu chúng ta đầu tư đi, hay gọi là đầu tư nhưng mà thực ra trong đầu anh chị sẽ là đầu cơ đấy. Còn một cái nhóm lướt sóng là T cộng đó chị nhé. Thì thông thường em sẽ có bốn cái cổ phiếu này trong danh mục, và nếu như có một cái cơ hội hơn em sẽ thêm một cổ phiếu nữa đánh T cộng thôi. Thì thông thường T cộng và lướt sóng như nhau ha chị. Các cổ phiếu mà nhịp gần đây đã về điểm mua hết rồi nha, trong cái điểm mua vùng mua của em để về hết rồi nha. Cái video sau á, cái video mà công chiếu vào ngày mai á, em sẽ cho anh chị một vài cái cổ phiếu mà phải nên mua nha, sẽ tặng cho chị ba cái mã cổ phiếu mà anh chị mua chắc chắn sẽ thắng ha. Từ trước tới giờ những cái video nào mà em làm về những mã cổ phiếu mua chưa có cái cổ phiếu nào lỗ cả nha, sau khi mua tầm 5 tới 7 phiên chưa có mã cái nào lỗ cả nha chị. Rồi đó, cái danh mục của em là như thế này để quản trị cho nó hiệu quả. Thì thông thường danh mục phải có những cổ phiếu nào đúng không ạ? Những cổ phiếu như thế này em sẽ cố gắng hỗ trợ cho anh chị trong cái quá trình mà livestream, trong cái quá trình mà phiên nó vận hành thì em sẽ cập nhật danh mục cho chị ha. Đấy, trước khi cái phiên Oppo là cũng phải có một cái bản tin. Thông thường là trong cái room này em không có quăng cái link này lên đâu, em sẽ không có quăng cái link này lên đâu, nhưng mà tối hôm đó em phải làm nhanh để đưa lên, bởi vì mình cảm nhận được cái sự rủi ro nó đã đến nha chị. Phiên Oppo ngày mai phải chú ý cái mốc này, mà chị thấy cái mốc của mà trong video này chị có xem lại khoảng 800 mấy, gần 1.000, chị xem cái video này là cái mốc 1.227. Khi mở cửa nó thủng luôn 1.227 thì nó đã kích hoạt cái điểm gọi là hoảng loạn rồi hay gì, là nó đạp luôn trong ngày hôm qua hay gì nhá. Đó, các cái mã cổ phiếu mà em khuyến nghị cho anh chị đều có hết trong những cái room như thế này ha. Cái room này là cái room mà đặc biệt em đặc biệt chú trọng bỏ chất sáng còn nhiều đây, thì nó chỉ dành cho các chị nhà đầu tư VIP thôi, và nhớ chị nhà đầu tư mang tính chất là đồng hành cùng em, là khách hàng của em ha. Ngoài ra cũng có một cái room gọi là cái room chat, cũng là room VIP, nhưng mà room này không có tín hiệu. Room này chỉ là lâu lâu mình sẽ có những cái mã mua, mua mã này mua mã kia, hoặc lâu lâu sẽ có một vài mã cà phê trong đây ha. Bởi vì trong room tín hiệu này, ngoài những cái khách hàng của em sẽ có thêm một số khách hàng của anh em ATP khác nữa hả chị. Đấy, nếu chị đồng hành và chị có thể là yêu mến em, có thể là liên hệ với em để chúng ta cùng về team với nhau để chúng ta bắt đầu một cái nhịp sống mới ha. Rồi, quay lại cái câu chuyện là quản trị danh mục thì như thế nào và cách xử lý tài khoản âm như thế nào ha. Bây giờ cái việc mà VN-Index nó giảm mạnh như thế này á chị, nếu như tài khoản của chị âm có nghĩa là cái danh mục của chúng ta sai, hoặc là tài khoản chị âm có nghĩa là cái danh mục của chúng ta có một số các cái mã cổ phiếu giảm mạnh hơn so với các cổ phiếu tăng, thì những cổ phiếu mà giảm mạnh hơn các cổ phiếu tăng nó cũng có thể là một trong những cái mã giảm sai và anh chị không quản trị được rủi ro. Quản trị rủi ro có nghĩa là từ 5 cho tới 7% chúng ta phải cắt để nếu như nó về điểm mua chúng ta mua hơn ha. Tại sao nhịp vừa qua anh em tập trung đánh nhiều về cái mảng gọi là những cái mã cổ phiếu đánh vốn hóa lớn mà không tập trung bất động sản nữa, riêng em không đánh bất động sản nữa nha chị, và anh chị có tin là sắp tới bất động sản còn giảm sâu hơn nữa không? Ha, tại sao khi mà em mới tính là lập ra một cái room bất động sản sóng thần nha chị, đây cái room siêu sóng bất động sản, mà cái room này là anh em bỏ tâm huyết rất là lớn vào đây ha, mà dạo gần đây không khuyến nghị cái lệnh nào cả nha chị. Thì anh chị nếu mà có trong room VIP này á, anh chị cũng yên tâm sắp tới sẽ có một vài cổ phiếu cho chị mua ha, mà những cái mặt cổ phiếu đó nó mang tính chất là có tín hiệu, có cả cơ sở ngành và có cả thông tin từ bên trong doanh nghiệp ra nhé, chứ không phải là tìm chi phím khơi khơi ha chị. Thì hy vọng là những cái anh chị nhà đầu tư trong cái room đấy sẽ tiếp tục đồng hành với nhau cùng em và cùng tiến đi cho tới cuối con đường này ha. Ngoài ra sắp tới tụi em sẽ cập nhật thêm một nhóm ngành nữa ngoại trừ bất động sản, bởi vì sóng bất động sản bắt đầu nó có cái tín hiệu không tốt ha, thì chúng ta vẫn đánh được một vài các mã cổ phiếu nó có câu chuyện, còn gọi là đánh mã nào bất động sản cũng chạy là không có, nên chị sắp tới sẽ không có đâu ha. Rồi bắt đầu chúng ta đi vào cái VN-Index trong phiên ngày mai đi, xem coi cái cách quản trị danh mục của chúng ta như thế nào là hợp lý và những cái mã nào, những nhóm ngành nào chúng ta nên tập trung vào ha. VN-Index nó giảm chúng ta về 1.777, thì đối với góc nhìn của em phiên ngày thứ hai sẽ là phiên hồi phục mạnh nha chị. Phiên hồi phục mạnh này nó sẽ mang tính chất là cho chúng ta cơ cấu lại những cái mã cổ phiếu mà nó
hết câu chuyện những cái mảng cổ phiếu yếu và những cái mảng cổ phiếu mà mang tính chất là nó không có câu chuyện trong giai đoạn từ đây cho đến cuối năm ha. Rồi nếu mà phiên nó tăng mạnh, hồi mạnh trong phiên ngày thứ hai thì chúng ta nên tập trung vào dòng nào ha? Đối với góc nhìn của em á, chúng ta phải tập trung vào nhóm VN30 và nhóm large cap nha chị. Nhóm VN30 sẽ có một số những cổ phiếu giống như là ngân hàng ha, một số cổ phiếu mà nó giảm sâu, giảm sàn. Chúng ta sẽ đi qua cái góc VN30, chúng ta xem thử một số cái mã nào vào được ha, và một số những cái mã cổ phiếu mà nó mang tính chất là nó có câu chuyện từ đây tới cuối năm anh chị ha. Rồi mid cap đừng nha chị, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán chưa phải là cái nơi chúng ta bắt đâu nha. Mid cap có thể là hồi lên anh chị nên cơ cấu nha chị, còn cơ cấu như thế nào, mã này cơ cấu như thế nào, cách cơ cấu như thế nào, hồi lên 50 bán 50 xuống mua thêm hay là hồi lên rồi bán hết, bởi vì không phải là mid cap nào chúng ta cũng giữ nha chị. Sẽ có một số những cổ phiếu mid cap chúng ta giữ được, một số cổ phiếu mid cap hồi lên chúng ta nên bán ha. Để lặp lại một cái danh mục, đối với em bây giờ thời điểm này nhịp này sẽ là một cái nhịp mà chúng ta phải quản trị được danh mục tối đa, lập một cái danh mục mới còn không cần nhiều. Đối với em chỉ cần 4-5 mã cổ phiếu thôi, 4 maximum là 5 nha, thông thường 3 cổ phiếu chính và một cổ phiếu đánh theo dạng tín hiệu, một cổ phiếu chỉ đầu cơ đến sóng T cộng là đủ. Danh mục của chúng ta nó chỉ cần lãi tầm 10% sau một nhịp đánh thôi là chị sẽ tự tin chị nắm ha chị. Thì vấn đề là hiệu quả của cái danh mục đầu tư chứ không phải là cái vấn đề là chúng ta mua nhiều hay là mua ít ha chị. Đối với em càng ngày á, chúng ta sẽ càng nhận ra được là cái vấn đề của quản trị danh mục đầu tư á, nó sẽ rất là quan trọng trong một cái quá trình đầu tư của chúng ta ha chị. Rồi mình không có thời gian với nhau nữa, mình đi vào một số các cái mã cổ phiếu mà nó cho tín hiệu giảm sàn. Nhìn trên đây thì mã nào chúng ta sẽ mua được vào ngày thứ hai và chắc chắn nó sẽ tăng ha chị. Nhìn vào đây em sẽ có một cái mã mà chắc chắn với anh chị luôn là ngày thứ hai sẽ tăng và thậm chí nó có khả năng chỉnh luôn. Thì video đó em sẽ hẹn cho anh chị vào cái video mà cũng chiếu vào ngày mai nhé. Trước tiên mình sẽ cảm nhận được có một cái tín hiệu là VinFast sau khi mà niêm yết trên sàn quốc tế đúng không chị, đặc biệt là Nasdaq listed thì nó tăng trần cho chúng ta một cái giai đoạn là 3-4 cây liên tục, đưa VinFast về một cái vùng kháng cự rất mạnh loanh quanh vùng 72-73 ha, và bắt đầu ra cái dấu hiệu nó giảm mạnh rồi chị, và vô nổ ra rất là lớn thì khả năng rất là cao VinFast nó còn giảm nữa, nếu như có cũng chỉ là một nhịp phục hồi rồi sau đó sẽ giảm về cái vùng cân bằng đâu đó loanh quanh ở đây ha, 63-64 ở đây thôi nhé. Thì cái vùng cân bằng này em hy vọng sẽ là một cái vùng mà có thể hấp thụ được hết cái tín hiệu rồi là cái lực bán, và sau đó nó tích lũy lại là nó sẽ đi lên nhịp hai ha. VinFast nó chỉ mới chạy một nhịp thôi, khả năng cao sẽ chạy thêm một nhịp nữa đấy chị nhé. Nó không phải là, có thể là nhịp hai nó sẽ rất mất thời gian để nó quay lại cái test cái đỉnh này xong rồi sau đó nó lên, nhưng mà cái việc mà chúng ta bắt đáy ở cái khu vực này để chúng ta chờ đợi một nhịp hai thì hoàn toàn có thể khả thi đối với VinFast ha. Rồi đó VPBank, MWG, Vinhome. Vinhome thì nó được một cái á, Vinhome thì nó về cái vùng cản mạnh, đây là vùng cản mạnh của nó đây, xong rồi sau đó giảm về cái vùng nền, thì thông thường mà nó giảm về vùng nền rồi nên chỉ bắt cũng được, không vấn đề gì cả đó. Đối với góc nhìn của em, nếu như nó giảm thêm tầm khoảng 54-55 thì bắt vẫn được không sao ha, nhưng mà đối với em cổ phiếu về VIX nó chạy xong cái câu chuyện đó rồi, nó đã làm xong nhiệm vụ rồi, dẫn dắt thị trường tới một cái mức độ nào đó xong rồi bắt đầu nó hoàn thành câu chuyện của nó và thị trường nó rơi ha chị. Thì có một cái câu hỏi của anh chị nhà tôi cũng khá là hay là tại sao anh em biết được là thị trường nó đang gặp cái biến độ rủi ro ha chị. Thì đối với góc nhìn của em ấy, có khá là nhiều cái cách quan sát phân tích kỹ thuật để chúng ta nhận diện được cái sự rủi ro của thị trường ha, và một cái lực bán mạnh nó sẽ xuất hiện. Đối với em nó sẽ dùng, nếu mà trên Ichimoku á chị, nó sẽ có một cái tín hiệu đó là trên khung thị tuần nha. Khung đồ thị ngày nó sẽ là một cái nhịp điều chỉnh, nhưng mà khung đồ thị tuần nó sẽ là một cái nhịp giảm mạnh để chúng ta bắt đáy ha. Anh chị thấy nếu mà khung đồ thị tuần ấy nó mà giảm, nó sẽ giảm như thế này, thì ít nhất cái biên độ dao động của nó cũng phải tầm ví dụ như em đo đi ha, thì tầm khoảng 50 cho tới 100 điểm hơn nha, biên độ giảm tuần đấy từ 50 tới 100 điểm nha. Đó, VN chúng ta đã giảm 50 rồi thì tầm khoảng 20 điểm nữa là bắt đầu chúng ta sẽ là bắt được rồi ha. Rồi đó là khung tuần, và anh chị thấy khung tuần học Ichi anh chị sẽ thấy được là nó có một cái vùng cản cực kỳ mạnh, đó lý do tại sao em kêu cái vùng cản ở đây 1240 sẽ là một vùng cản cực kỳ mạnh của VN đấy, và nó khó để qua ha chị. Và một vài cái tín hiệu trong khung ngắn hạn hơn nó chúng ta thấy rất là rõ là VN Index nó đang đi vào một cái vùng dòng tiền bị rút ra và đang đi vào một cái vùng gọi là phân phối ấy. Chúng ta hay gọi là phân phối ấy. Nó lên cố gắng lên mà lên không được, dòng tiền cứ rút ra ha chị. Anh chị thấy những cái nến như thế này là dòng tiền đang rút ra đấy nhá, và em vẽ liên tục từ cái giai đoạn 1200 rồi nha, giai đoạn bull lên như đây là 1233 ha, bắt đầu dòng tiền mình thấy nó bull lên, nó rút xuống và dòng tiền rút ra. Anh chị rút ra rất là mạnh, rút ra rất mạnh nha chị. Và đặc biệt khi mà chúng ta chờ đợi một tín hiệu gọi là rút ra mạnh ấy, không kịp. Như hôm nay này, hôm qua rất là nhiều anh chị nhắn tin cho em bảo cách xử lý, mặc dù anh tin em, mặc dù là chị nghĩ là em đúng, nhưng mà chị vẫn chưa bán hết, chị vẫn chừa lại và chị không bán kịp,
câu chuyện của anh không bán kịp, mặc dù anh chị vẫn còn đã mang được một phần lãi ha, vẫn không bán kịp. Đó là lý do tại sao mà tôi cảnh báo sớm. Anh chị cứ để ý đi, anh chị ra từ cái vùng này đi, thì bây giờ tài khoản của anh chị dư sức, anh chị bắt được nhiều ha chị. Nó có một cái tín hiệu là khi mà đi về cái vùng quá bán và dòng tiền rút ra, giá trị cổ phiếu của chị nó không tăng lên được nữa, nó không tăng lên được nữa. Nhưng mà anh chị phải chú ý này, nó sẽ có cái nhịp cuối là nhóm bất động sản nó chạy đúng không, nó cũng không tăng lên được mấy, nó không đâu phá được mấy đâu, nó cũng lồng đình xình ở vùng đó thôi. Thì những cái cổ phiếu đó nó mới nguy hiểm, nó càng mua nhiều thì nó sẽ giảm càng sâu, nó càng tăng sâu thì nó sẽ càng hồi phục sâu nha chị, phải chú ý cái đó nha. Em nghĩ không nên bắt bất động sản trong nhịp hồi ngày mai nha, nó sẽ giảm hơn nữa thì chúng ta bắt những cổ phiếu vốn hóa lớn đi chị. Thì video sau sẽ có những cổ phiếu mà cho chị ha, em sẽ giới thiệu ba cổ phiếu tặng cho chị nhà đầu tư luôn ha. Ok rồi, cách lập danh mục như thế nào ha chị, rồi cách xử lý như thế nào. Bây giờ mình quay về cái câu hỏi chính của chúng ta, ngày thứ hai nó sẽ biến động ra sao nhá. Thì đối với góc nhìn của em, ngày thứ hai sẽ hồi phục mạnh, hồi nãy em đã nói từ đầu phiên đúng không, nó sẽ hồi phục mạnh. Tại sao? Tại vì nhóm vốn hóa lớn chúng ta nó đi về cái vùng hỗ trợ rồi nha, tại vì nhóm vốn hóa lớn của chúng ta nó đi về vùng nền và vùng hỗ trợ rồi thì nó sẽ rất là mạnh nha chị, nó sẽ hồi phục rất là mạnh, nhưng chỉ tập trung vào nhóm vốn hóa lớn thôi. Các cổ phiếu nhỏ mid cap nó cũng sẽ bật mạnh, nó cũng sẽ trần, nó cũng sẽ xin tím nha chị, nhưng mà nhịp sau nó sẽ bắt đầu nó xả ra tiếp ha. Nhưng mà chúng ta phải lựa chọn được những cái mã cổ phiếu nào mà ví dụ như nhóm mid đấy mà nó tím nó mới hay đúng không. Thì sau khi một cái nhịp nó xả điểm rồi và về anh chị mà bắt mới, anh chị vẫn có lãi, hoặc là anh chị thấy được cái cổ phiếu đó nó vẫn còn câu chuyện, nó vẫn tiếp tục, mình sẽ mua thêm tiếp để mình đi lên nhé. Nhưng mà đối với em, nhóm last cap anh chị mua thứ sáu ví dụ nha, sẽ có một số các anh chị nhà đầu tư mua nhóm last cap vào ngày thứ sáu, gọi là không biết là có bắt sớm hay không, đối với em không sớm nha. Gọi là có gọi là hớ hay không, đối với em không hớ, đôi khi anh chị bắt được đáy luôn đấy. Nếu như chị biết được một vài các mã cổ phiếu mà bây giờ em sẽ chia sẻ sau, những cái mã đó sau nó không hớ, thậm chí chị bắt được đáy luôn đó chị. Tại vì cái việc mà giảm điểm này là giảm điểm chung của thị trường, nó dẫn cái một cái tâm lý hoảng loạn của các nhà đầu tư đều bán ra và nhỡ thì nghĩ thị trường nó sập, thì những cái cổ phiếu đấy nó mới được đẩy ra ngoài, nó bán bất chấp anh chị. Thì những cái mã đấy nó về vùng hỗ trợ hết rồi, mà thậm chí anh chị bắt đáy được cái vùng nó sàn luôn là không bao giờ anh chị lỗ được anh chị. Mình chỉ sợ tại sao á, nó sàn như thế này chúng ta mới sợ này, nó sàn hàng loạt của VN30 á thì chúng ta mới sợ. Đó là một cái đợt bán tháo xả hết ra thị trường, không mang về một cái gì cả, thì nhịp đó là tầm khoảng 70 80 điểm đấy. Thì nhịp đó chúng ta mới sợ là những cái cổ phiếu vốn hóa lớn nó còn giảm nữa. Nhưng mà những cái cổ phiếu vốn hóa lớn là chị cảm nhận được nó không có bị bán ào ạt ra ngoài ha, không bị bán sàn sàn hàng loạt và trắng bên mua, nó vẫn còn lực đỡ rất là nhiều ở vốn hóa lớn nha chị, em nói là vốn hóa lớn nha. Còn những cổ phiếu mà bạch sàn đó mà thanh khoản nó bùng nổ á chị là nguy hiểm đấy, chứ không phải là nó cơ hội đâu ha chị. Nó không sàn mà thanh khoản nó cao nó mới tốt, bởi vì lực cầu nó vào và nó không có sự hoảng loạn quá, lực cầu nó vẫn vào để không trắng bên mua ha. Đó. Còn những cái mã nào nếu như chị cần hỗ trợ thì liên hệ với em sẽ hỗ trợ cho chị những cái mã đó. Trong đầu em đã có ít nhất 4 đến 5 mã chắc chắn cho chị luôn, nhịp này bắt thành công. Thậm chí thứ hai mua vẫn kịp luôn nha chị. Đó. Thì hy vọng là chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong giai đoạn tới ha. Không phải là giấu giấu gì hết, nhưng mà đây là trên livestream thì em sẽ hỗ trợ cho chị nhà đầu tư trước. Thì các anh chị nào mà tin tưởng yêu mến thì chúng ta sẽ đi với nhau. Thậm chí không cần gì này khách hàng, nhưng mà tin tưởng yêu mến quý mến hoặc là tin góc nhìn này và nó theo giai đoạn cảnh báo của em từ lâu rồi, từ ngày 18 tháng 8 tới giờ, và nghĩ là nó sẽ có một nhịp chỉnh này, và anh chị nghĩ ok nó sẽ thành công và nó chỉnh chính xác thì anh chị có thể là đi theo anh em ha. Những giai đoạn vừa gần đây em đâu có báo bán cái nào, em đâu có báo mua những cái gì gọi là bất chấp đâu, toàn là bán, toàn là cẩn trọng, bán cẩn trọng hết ha. Có một cái bản tin 5 phút nữa quan trọng các bạn, giống như cái video này nè, cái là bản tin 5 phút này. Video này chắc em làm hơi lâu hơn một chút, tại vì cái video này nó mang tính chất là nó chia sẻ góc nhìn nhiều hơn ha. Để em coi các bạn tính 5 phút nằm ở đâu nha. Đây, phiên Đức Bô chú ý này. Nó dạo gần đây thì em bắt đầu làm video thôi ha. Phiên đáp án tháng 8 mình đi là dùng bão à. Rồi, nên làm gì khi bị nó thủng 1.200 này nhá. Đã làm trước đó rồi nha chị nhá. Đây, được 1.400 ấy. Em mới làm thôi, tín này làm lâu rồi, tín này nhà đầu tư nhiều, bắt đầu biết từ tiếng lâu rồi ha. Khi nào bắt đáy được, bắt đáy khi nào có loại đấy, cẩn trọng VN Index giảm mạnh ha, nến đảo chiều xuất hiện này, trước đó nữa là trước đó nữa nha, VN Index sẽ giảm đâu đó hơn 100 điểm đấy. Hy vọng là các chị nhà tư nếu mà yêu mến và cùng góc nhìn với nhau sẽ đi với em xa và dài hơn ha. Rồi mình quay lại cái vấn đề là nhóm ngành nào nên bắt vào ngày thứ hai ha, thì anh chị tập trung vào em và nhóm này. Tới đây mà còn những anh chị đang theo dõi
thì hy vọng là các anh chị sẽ có lãi trong tuần tới ha. Bắt giùm em nhóm ngân hàng. Tại vì sao bắt nhóm ngân hàng anh chị? À, chị nhìn khung tuần chứ, tèo khung tuần ngân hàng nó xấu quá, nó thủng cả hai kiếm, bây giờ bắt sao được? Bây giờ nhóm này có khi nào nó về luôn 542 hay không? Anh chị phải chú ý, ngân hàng nó đang xây một cái biên độ tích lũy ở đây ha, một cái vùng sideways tích lũy ở đây, thì nó đi về cái biên tích lũy này, nhóm ngân hàng nó sẽ có một cái gì bật mạnh nha chị, và nó sẽ dẫn dắt VN Index hồi phục ha. Thì trong ngân hàng nó sẽ có những cổ phiếu ngân hàng, thì trên livestream em đã nói rất là nhiều rồi, thì anh chị có bắt CTG giùm em và BIDV ha. Còn một mã cổ phiếu nữa thì em sẽ dành cho cái video tiếp theo, cái video đó là cái video mà em sẽ giới thiệu ba cái top 3 mã cổ phiếu anh chị. Thì anh chị cứ bắt đi những cái mã cổ phiếu ngân hàng mà mang tính chất là đầu ngành, Big Four. Sau này nếu như có vấn đề liên quan tới dư nợ xấu của tín dụng thì nhóm Big Four sẽ hưởng lợi rất là tốt ha. Và nhóm ngân hàng anh chị cứ nhìn này, nhìn nhóm ngân hàng nhé, nó tích lũy rất là chặt và rất là lâu rồi nha chị, và bắt đầu đi về cái bên dưới ha. Thì cái bên dưới này chính là cái bên chị bắt đáy đấy, đây là đáy của nhóm ngân hàng đấy nha chị, bắt đây nha, tin tưởng em thì bắt nhóm ngân hàng vào. Sắp tới không phải là sóng bất động sản nữa đâu, sắp tới sẽ là sóng của vốn hóa lớn của ngân hàng nữa nha, và một sóng nữa và một nhóm nữa mà nó chưa chạy. Thì có cái nhóm đó em có nói rồi, cái nhóm đó nó sẽ không chạy trong dịp này đâu, nó chờ thị trường đạp thủng luôn, sập nó mới quét sập, xong sau đó nó mới tăng mạnh. Thì nhóm đó nếu mà chị là khách hàng của em thì chị sẽ biết nhóm đó là nhóm nào. Thì video sau sẽ có một cái bài của video nhóm đó ha. Rồi nhá anh chị nhá, nhóm ngân hàng phải bắt vô. Trong đặc biệt trong nhóm ngân hàng nó sẽ có một vài các cổ phiếu, chúng ta list ra một vài các cổ phiếu đi. Ví dụ như chúng ta ví dụ ra ba cổ phiếu đầu tiên đi ha, Vinamilk, FPT, SAB, Vietjet đi. Bốn cổ phiếu này xem coi nó có điểm mua hay không ha. Đầu tiên là Vinamilk và FPT nhé. Vinamilk. Vinamilk chị thấy đâu có điều chỉnh gì mấy đâu, đúng không? Trong phiên vừa qua nó giảm mà đâu điều chỉnh gì mấy đâu. Có nghĩa là cái lực bán của cổ phiếu này và cái sự hoảng loạn của phiếu này là không có. Nha. Thì đối với em Vinamilk cũng sẽ đầu tư được và nó đang tạo được vùng đáy thành công rồi. Vinamilk khả năng nó sẽ lên nha chị. Vinamilk em nghĩ nha, anh chị nào nhà đầu tư lớn có tiền á, cứ đầu tư Vinamilk giùm em đi. Nó sẽ lên mạnh lắm. Ít nhất cho anh chị nó phải về được, ít nhất nha, nó sẽ tăng được cho anh chị 10%. Nha, em đảm bảo cho chị luôn, đối với mã này 10%. Mua vùng nào thì liên hệ với em ha. Thì nếu mà nói như vậy thì đôi khi anh chị kêu là này lại giấu ha, vùng này mua được luôn đấy. Nha, cứ mua vùng này đi. Rồi, cổ phiếu thứ hai nữa là cổ phiếu FPT. Đấy, anh chị FPT cũng đâu có giảm mấy đâu, vẫn còn nằm trên cái trend tăng. Không vấn đề gì cả. Những cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn như thế này và những cái mã cổ phiếu mà nó không bị tác động mạnh ở thị trường, nó không có nhịp gọi là tăng sốc, nó không giảm mạnh. Thì bây giờ FPT nó còn một cái là FPT đang muốn phá đỉnh. Thì thông thường là phá đỉnh thì cũng tăng cho chị được khoảng 10-15% đấy. Mà đối với em thì FPT nó đang chạy được một cái nhịp một rồi này. Nó tạo được cái vùng đáy nhịp một này, nhịp hai sẽ chạy cũng là cái tạo đỉnh hai đấy. Chị có thể theo dõi được. Mua được không sao cả. Rồi SAB. SAB. Mã này thì nó giảm. Mã này sẽ giảm mạnh. Nhưng mà chị có tin mã này nhịp sau sẽ tăng rất là mạnh. Nó gãy được trend line đúng không? Nó gãy luôn cả cái hỗ trợ này, chui xuống cái mây luôn, kêu này nói gì vậy? Nó chui xuống mây như thế này mà kêu nó đẹp kiểu này. Nhưng mà nó sẽ đẹp đó chị. Tại sao nó đẹp thì em sẽ giải thích cho chị như thế này. Cổ phiếu SAB là một cổ phiếu là nó mang tính chất ra là để nó giữ cái thị trường trong giai đoạn điều chỉnh hay giai đoạn tăng đúng không ạ? Thì SAB giai đoạn vừa qua nó giảm rất là mạnh, thậm chí là nó phá vùng đáy, nó tạo vùng đáy dưới đây luôn. Ha chị. Thì tại sao SAB phiên vừa qua nó không có hoảng loạn, nó không có giảm mạnh mà nó giảm tới đây? Thì chị giống ngược sang coi cái vùng tích lũy của nó này nha. Đây là em nói về nến nhé. Còn nếu mà em nói về ichi thì chút nữa chúng ta sẽ nói sang về ichi. Đấy, nó về vùng này, có nghĩa là cái vùng mà nó hồi phục lên xong rồi nó tạo cái đáy, thì cái vùng này đối với em đó là vùng tạo đáy rồi ha. Đây sẽ là cái nơi để nó đi lên đấy ha. Anh chị có thể anh chị thử xem 153 nó lên được khoảng 171 hay không ha, trong giai đoạn tới tầm tháng thôi. Rồi ngoài ra, anh em hay nói là bây giờ cảnh sát giao thông cứ bắt nồng độ cồn, thôi nồng độ cồn biết như này thì làm sao mà SAB lên được chính xác. Sắp tới sẽ ngừng, nha chị. Thì một thông tin quen sắp tới nó sẽ ngừng. Bây giờ đổ gọi là đẩy mạnh ra rất là mạnh về cái vấn đề là chấn áp những tay lái mà có nồng độ cồn, hoặc là nó nói chung là vi phạm nồng độ cồn đó chị. Nhưng mà cái nguồn tin quen sắp tới là nó sẽ bắt đầu giảm tải bớt và bắt đầu nó sẽ ngừng luôn ha. Rồi sau đó sẽ cuối năm sẽ bắt đầu lại. Thì bây giờ cái giai đoạn này sẽ là cái giai đoạn cơ hội của nó. Nếu anh chị có thể tin tưởng thì có thể bắt được AB ha. Còn anh chị không thích SAB vì kêu thanh khoản nó không cao với lại vốn hóa nó lớn quá thì không cần thiết phải đánh những cái mã này nha chị nha. Rồi còn một cái thứ tư đó là Vietjet. Vietjet nút chân cũng đẹp nè chị. Vietjet cũng là một cái mã cổ phiếu mà đánh nút chân cũng đẹp này. Nó về ngay hỗ trợ tuần mà nó bật lên như thế này thì nó đang xác nhận chúng ta một cái vùng tạo đáy thành công đó. Cái vùng tạo đáy cũ đó, nền thành công ấy.
Rồi Vietjet nó về nghe hỗ trợ rồi. Nếu như Vietjet tuần sau á vượt lên được 100, vượt lên được 100, 101 thôi, thì Vietjet nó bắt đầu một cái chu kỳ mới. Nó sẽ bắt đầu một cái chu kỳ mới, gọi là cái chu kỳ nó tạo đáy hai thành công mà đi lên. Đây không phải đáy hai gì, đáy hai phải như thế này. Thì tạo đáy hai nó lên ha. Thì đối với em Vietjet được mua được luôn. Ba mã cổ phiếu mà hôm nay nó không giảm mạnh sẽ là ba mã cổ phiếu khỏe đó chị. Bốn mã đấy là khỏe đấy nha. Còn những cái mã mà nó giảm mạnh giống như là VIX nó sàn, nó sẽ sàn, nó sẽ giảm nữa. VHM thì nó giảm thêm một xíu nữa, nó sẽ về hỗ trợ. VB Bank, MWG, VB Bank, VB Bank thì nó giảm thêm một tí nữa, nó sẽ về nền và cũng sẽ được mua thôi. Loanh quanh tầm 20 thôi chị, 19.8 20 là sẽ được mua thôi. Nói chung là VB Bank bắt đáy cũng được đấy. Rồi bao GVR xem đó. Bất động sản khu công nghiệp GVR mà lại giảm mạnh như thế này cũng là cơ hội đấy nhỉ, nhưng mà em nghĩ là nó sẽ hồi lên rồi sẽ rơi tiếp thôi. Tại vì GVR cái trạng thái tuần nó đang khá là xấu, khả năng nó giảm thêm một nhịp nữa về là loanh quanh ha, loanh quanh vùng 19 nhỏ, vùng 19 nhỏ hoặc là 18 lớn lớn một chút. Ví dụ chúng ta có sẽ là vùng 18.8 cho tới vùng 19.2, 19.3 gì đấy sẽ là cái vùng anh chị mua được tốt đối với GVR nha. Cổ phiếu nữa là một cổ phiếu MWG. Thì tại sao em vẫn chưa bắt MWG, là tại vì MWG nó duy trì cái nền trên. Thị trường nó chỉnh phiên ngày hôm qua đấy, hôm trước chứ, phiên hôm đó phải phát sinh nó không chỉnh. Thì em bảo là MWG là sẽ chỉnh thôi. Các cổ phiếu bán lẻ như FRT, như DG World, nó đều chỉnh hết rồi, thì không có lý nào mà ông này không chỉnh hết nha chị. Nên cái vấn đề là MWG nó chỉnh về đâu chúng ta mua được. Thì cái vùng giá của em á đã cho mua được là từ cái vùng 50 đổ xuống 48 rồi. Thì MWG nếu như ngày phiên ngày thứ hai ấy, nó có hồi phục lên đó chị, thì con chị cũng đừng có đua, nó cũng sẽ quay về để kiểm tra lại thôi ha. Còn nếu chị bắt được vùng 50 rồi và sáng nó còn vùng 50, chị bắt đầu chị gom hàng đi, không vấn đề gì đâu. MWG là một trong những cái mã này khi mà nó về cái biên này nó sẽ bật lên này. Ví dụ như bây giờ nếu mà nó về cũng tầm 49.5 thì thôi, bây giờ 49.5 với 50 không vấn đề gì cả, cứ bắt đi chị, không vấn đề gì đâu ha. Nó giảm 48 rồi gom thêm nha. MWG có thể nó sẽ giảm hơn, nhưng mà cái nhịp này nó sẽ bật cũng tốt đấy chị, tương đối tốt đấy ha. Nó chưa giảm nên đâm ra nó giảm sàn thì sẽ hồi rồi giảm tiếp. Nếu như mà nó hồi sớm quá thì chị cũng không ngồi đua ha. Nó giảm về cái này như đây thì chúng ta bắt nha chị, loanh quanh vùng 49 cho tới 50 là bắt đầu bắt được rồi, thấy con số 49 là bắt được rồi ha. Mà nó lừa nhá. Rồi còn cái ba mã cổ phiếu mà em chia sẻ thì ba mã nào hy vọng sẽ đồng hành và sẽ được gặp lại quý chị, anh chị sẽ theo dõi cái video tiếp theo anh chị. Video tiếp theo là sẽ được công chiếu vào ngày mai nha, trước cái phiên giao dịch của ngày thứ hai nha. Ok, thì các quan chị danh mục đầu tư như thế nào hiệu quả, nhóm ngành nào nên chú trọng, nhóm ngành nào khoan mua, nhóm ngành nào nên tập trung đầu tư ha, nhóm ngành nào đánh nước sóng thì mà nói rồi. Thì hy vọng là nếu mà chị chưa có nắm được cái góc nhìn hoặc là chưa biết cách quản trị danh mục như thế nào, hoặc cần em hỗ trợ thì liên hệ với em ha. Số điện thoại của em là 0915215247, ID của em là BCK8 nha. Hy vọng những cái video ngắn như thế này, những cái video làm 5 phút sau mỗi phiên giao dịch sẽ mang lại những cái hiệu quả đầu tư cho chị trong từ đây cho tới cuối năm ha. Mong rằng anh chị sẽ có lãi để anh chị yêu mến và mở ID với lại chuyển tài khoản về em để hỗ trợ cho chị ha. Rồi nếu như mà các anh chị nào đang lỗ hoặc đang âm hoặc không biết xử lý cơ cấu tài sản như thế nào, cơ cấu tài khoản ra sao, thì cứ liên hệ với em sẽ lập cho chị một cái danh mục. Cái lập danh mục mới nó dễ lắm anh chị, cái cách xử lý tài khoản nó mới khó. Đẳng cấp hơn nhau là cảnh báo rủi ro, và đẳng cấp hơn nhau là ở cái chỗ quản trị và xử lý cái tài khoản nó mới hay ha. Thì cái xử lý tài khoản rất là khó. Hy vọng là sẽ được đồng hành cùng với chị nhiều tư ha. Nếu là chị là khách hàng thì em sẽ quản lý cho tài khoản cho anh chị, để sau này sắp tới khi mà chúng ta tin tưởng với nhau nhiều hơn, chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề là hợp tác đầu tư sau ha. Ok, bye bye chị nhiều tư ha. Chúc anh chị có một cái buổi chiều ngày thứ bảy thật là vui vẻ và là bên người thân. Anh chị xem được thì có thể là cho em một cái lượt like ha, một cái sự tương tác nhỏ thôi, không cần nhiều nha chị. Một cái comment ha, thấy anh em comment nhiều quá em cũng không kêu comment ha. Được thì chị comment thả cho em một cái nút like đi nha, cái nút like trong comment hay là một cái bông hoa hay là một cái gì đấy cũng được, một cái mặt cười hay gì cũng được ha chị. Rồi chúc anh chị buổi tối thật là an lành nha, bye bye ạ.